Ok, hello, xin chào anh em quay trở lại với channel của Đắc TV Football Game. Tiếp tục series xây dựng đội hình ở trong đến 24 thì hôm nay mình sẽ tiếp tục xây dựng một đội tuyển quốc gia mà cũng có rất nhiều anh em yêu cầu mình làm ở những clip trước, và cũng có rất nhiều anh em yêu thích đội tuyển này. Thế nên là hôm nay mình sẽ làm luôn anh em nhé. Thì bây giờ vào vấn đề chính luôn. Hôm nay thì mình sẽ xây dựng đội tuyển Bỉ anh em nhé. Đội tuyển đang xếp thứ 3 ở bảng xếp hạng FIFA, và ở Euro năm nay thì họ nằm chung bảng đầu với Slovakia, Romania và Ukraine. Và trong đội hình của đội tuyển Bỉ cũng có một số cầu thủ được tăng chỉ số. Ok, thì trước khi vào video thì anh em hãy bấm like và đăng ký kênh cho mình nhé, để giúp mình đạt 10.000 sub trong thời gian sớm nhất. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào vấn đề chính luôn. Hiện tại thì mình đang có Lukaku là mình nhận từ ban đầu, là con hàng đầu tàu với chỉ số là 80. Và đây cũng sẽ là cầu thủ đầu tiên mà mình có được ở trong đội hình này. Bây giờ thì mình sẽ cùng anh em đi tìm những vệ tinh khác ở trong đội hình này nhé. Và bây giờ sẽ là cầu thủ thứ hai mà mình tìm ra được ở trong đội hình này, đó chính là Michy Batshuayi, cầu thủ thủ biên chế của Fenerbahce và chỉ số là 72. Nhưng cầu thủ này lại không có tên trong danh sách tham dự Euro của đội tuyển Bỉ, nhưng mà mình vẫn mua vào đây anh em nhé. Rồi, và đây là cầu thủ thứ hai ở trong đội hình này, và đây là Batshuayi cùng với Lukaku. Và rất nhanh chóng mình đã tìm ra được thủ môn đầu tiên ở trong đội hình này, thủ môn thẻ trắng có chỉ số là 68, đó là Thomas Kaminski, thủ môn số 1 của Luton Town, và là sự lựa chọn thứ ba cho vị trí thủ môn của đội tuyển Bỉ ở kỳ Euro lần này. Và anh mặc áo số 12. Cái tên này thì mình nghĩ là ít người biết đến hơn, bởi vì anh có chỉ số thấp và bắt cho đội có ít danh tiếng. Và bây giờ sẽ là một cầu thủ tiền đạo cánh phải, chỉ số 74 của Sevilla anh em nhé. Đó chính là Dodi Lukebakio, một trong những gương mặt mới ở trong đội hình của đội tuyển Bỉ. Và Euro 2024 cũng sẽ là giải đấu lớn đầu tiên mà anh tham dự. Dưới thời của Ruben Tedesco thì anh thường xuyên được ra sân trong đội hình của đội tuyển Bỉ, từ vòng loại Euro cho đến bây giờ là Euro 2024. Và đây sẽ là chỉ số của Lukebakio. Và bây giờ sẽ là trung vệ đầu tiên mà mình tìm ra được ở trong đội hình này, đó chính là Valfes, cầu thủ thủ biên chế của Leicester City. Và ở mùa giải vừa rồi thì anh đã cùng Leicester City thăng hạng trở lại lên Premier League mùa giải năm sau. Và anh cũng thường xuyên được đá chính trong đội hình của huấn luyện viên Enzo Maresca ở Leicester, cũng như là đội hình của huấn luyện viên Domenico Tedesco ở đội tuyển Bỉ. Và với những người là fan của đội tuyển Bỉ thì Valfes sẽ là cái tên quen thuộc. Và bây giờ sẽ là cầu thủ hậu vệ cánh phải đầu tiên mà mình tìm ra được ở trong đội hình này, đó chính là Timothy Castagne, cầu thủ thủ biên chế của Fulham, và đang là sự lựa chọn số 1 cho vị trí hậu vệ cánh phải của đội tuyển Bỉ. Trước đây Castagne và Valfes là đồng đội ở Leicester City, nhưng sau khi Leicester xuống hạng ở mùa trước thì Castagne đã chuyển sang Fulham, và anh cũng đang là trụ cột của Fulham. Và còn đây là chỉ số của Castagne, chỉ số 72. Và bây giờ sẽ là cầu thủ tiền đạo cánh trái đầu tiên mà mình tìm ra được ở trong đội hình này, đó chính là Leandro Trossard, cầu thủ thủ biên chế của Arsenal, và cũng là cầu thủ vừa được tăng chỉ số ở bản 11.20 của DLS24. Phong độ cao ở Arsenal với 12 bàn thắng sau 34 trận đấu ở EPL đã giúp cho Trossard được tăng chỉ số lên 78. Rồi còn đây là chỉ số của Trossard. Và bây giờ sẽ là con DM đầu tiên mà mình tìm ra được ở trong đội hình này, đó chính là Amadou Onana, cầu thủ thủ biên chế của Everton. Rất nhiều người đã nhầm Amadou Onana với Andre Onana của MU khi họ cùng có họ là Onana vào khoác áo số 24. Nhưng đây là hai cầu thủ hoàn toàn khác nhau, thi đấu cho hai đội tuyển khác nhau và thi đấu cho hai câu lạc bộ khác nhau. Và đây là chỉ số của Amadou Onana. Và bây giờ thì mình tìm ra được thêm một trung vệ nữa anh em ạ, nhưng mà chỉ số lại hơi thấp, đó chính là Zeno Dibas, trung vệ chỉ số 68 thuộc biên chế của Anderlecht, đồng đội của Kasper Schmeichel, Kasper Dolberg, Thomas Delaney. Những cầu thủ cũng đều thi đấu ở Euro 2024. Rồi, và đây là chỉ số của Zeno Dibas anh em nhé, chỉ số là 68, hơi thấp. Và bây giờ thì mình tìm ra được thêm một cầu thủ hậu vệ cánh phải nữa, đó chính là Thomas Meunier, một hậu vệ cánh phải có thâm niên với đội tuyển Bỉ khi anh đã gắn bó với đội tuyển Bỉ từ năm 2013. Và anh cũng góp mặt trong thành phần của đội tuyển Bỉ tham dự Euro 2024. Hiện tại thì Thomas Meunier đang thuộc biên chế của Trabzonspor, một đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ. Và bây giờ thì mình đã tìm ra được một máy chạy của Man City, cũng như là một máy chạy của đội tuyển Bỉ, đó chính là Jeremy Doku. Ở bản 24 thì Doku được tăng một mạch lên 8 chỉ số, từ 70 lên 78. Và chỉ số tốc độ cũng như là tăng tốc của anh là 86 và 89, một tốc độ chạy cực ngon, và chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những anh em nào thích xây dựng đội hình xanh. Rồi còn đây là chỉ số của Doku, toàn đầu 7 và đầu 8. Và bây giờ sẽ là một cầu thủ trẻ của đội tuyển Bỉ, và cũng đang là cầu thủ đang được cho mượn từ câu lạc bộ AC Milan anh em nhé. Đó là Charles De Ketelaere. Giống như Salemakers thì De Ketelaere đang được cho mượn từ AC Milan, và anh đang thi đấu cho Atalanta. Ở bản này thì De Ketelaere có chỉ số là 75 và đã được đổi vị trí từ AM sang CF, từ tiền vệ công sang tiền đạo, vì trong đội hình của huấn luyện viên Gasperini thì anh thường xuyên thi đấu ở vị trí tiền đạo. Nhưng ở đây thì mình sẽ cho anh đá tiền vệ công anh em nhé, bởi vì anh xuất phát ở vị trí tiền vệ công. Và bây giờ thì mình đã tìm ra được một cầu thủ tiền vệ thẻ trắng, nhưng cũng khá lâu rồi không được triệu tập lên đội tuyển Bỉ anh em ạ. Đó chính là Dennis Praet, tiền vệ chỉ số 68, là đồng đội của Valfes ở Leicester, và cũng đã cùng Leicester thăng hạng lên Premier League mùa giải năm sau. Nhưng khá tiếc là Dennis Praet sẽ chia tay Leicester ở mùa hè năm nay khi anh hết hạn hợp đồng với đội chủ sân King Power. Rồi còn đây là chỉ số của Dennis Praet, chỉ số 68. Và bây giờ thì mình tiếp tục tìm ra được thêm một cầu thủ thẻ trắng nữa, chỉ số cũng là 68 anh em ạ. Đó là Aster Rang, cầu thủ đang thi đấu cho Wolfsburg ở Bundesliga, và anh cũng là cái tên góp mặt trong đội hình của đội tuyển Bỉ tham dự Euro 2024, và anh mang áo số 16. Mặc dù vậy thì Aster Rang chỉ là sự lựa chọn thứ hai cho vị trí tiền vệ trong đội hình của huấn luyện viên Domenico Tedesco mà thôi.
Bây giờ thì mình đã tìm ra được một cầu thủ trung vệ kỳ cựu của đội tuyển Bỉ, đó chính là Jan Vertonghen anh em nhé. Khi anh đã gắn bó với đội tuyển Bỉ từ năm 2007, nhưng khá đáng tiếc là Jan Vertonghen sẽ chia tay đội tuyển Bỉ sau Euro 2024 anh em nhé. Quyết định đã được đưa ra ngay sau khi đội tuyển Bỉ để thua đội tuyển Pháp 0-1 ở vòng 1/8 Euro. Và đây cũng là một con hàng có nguy cơ bị xóa ở bảng 25 anh em nhé. Và bây giờ thì mình đã tìm ra được thêm một trung vệ nữa, nhưng mà lại kiêm hậu vệ cánh trái anh em ạ. Đó chính là Arthur Thiết, cầu thủ thú biên chế của câu lạc bộ Rennes và chỉ số là 73. Một cầu thủ trong game có vị trí là CB, nhưng trên thực tế là ở Rennes cũng như đội tuyển Bỉ thì anh lại chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái anh em ạ. Và trong đội hình này thì mình cũng sắp xếp Thiết ở vị trí hậu vệ cánh trái nhé. Rồi, và đây là chỉ số của Arthur Thiết, chỉ số 73. Và bây giờ thì mình tiếp tục tìm ra được thêm một cầu thủ tiền đạo cánh phải nữa anh em ạ. Và chỉ số là 73, đó chính là Johan Bakayoko, cầu thủ thú biên chế của PSV Eindhoven. Và anh cũng sẽ có kỳ Euro đầu tiên trong sự nghiệp của mình khi anh mang áo số 19 trong đội hình của đội tuyển Bỉ. Và anh là sự lựa chọn thứ hai ở vị trí tiền đạo cánh phải cho đội hình của Ruben Tedesco. Rồi, và đây sẽ là chỉ số của Bakayoko. Và bây giờ sẽ là một cầu thủ tiền vệ cánh trái tương đối chất lượng của đội tuyển Bỉ, đó chính là Yannick Carrasco anh em nhé. Anh có chỉ số là 79 và đang thi đấu cho Al-Shabab ở Saudi Pro League. Trước đây khi còn thi đấu ở Atletico Madrid thì Carrasco từng có chỉ số là 80. Ở bảng 23 thì Carrasco từng là thẻ vàng, nhưng bây giờ chỉ số đã bị giảm chỉ còn 79 thôi anh em nhé. Bây giờ thì mình tìm ra được thêm một cầu thủ tiền vệ cánh trái nữa, nhưng mà chỉ số chỉ là 69 thôi, đó chính là Olivier Diemann, tiền vệ cánh trái đang thi đấu cho Werder Bremen ở Bundesliga. Nhưng anh lại không có tên trong danh sách tham dự Euro của đội tuyển Bỉ anh em ạ, khi mà vị trí tiền đạo và tiền vệ cánh trái ở đội tuyển Bỉ vào lúc này là cực kỳ chật chội. Bây giờ thì mình đã tìm ra được một trung vệ kiêm tiền vệ trung tâm của đội tuyển Bỉ, đó chính là Axel Witsel anh em nhé, cầu thủ thú biên chế của Atletico Madrid, và anh đang thi đấu ở vị trí trung vệ trong sơ đồ 3-5-2 của huấn luyện viên Diego Simeone. Nhưng về đội tuyển Bỉ thì anh lại thi đấu ở vị trí tiền vệ và chỉ số là 76. Và Axel Witsel cũng là một cầu thủ có thâm niên với đội tuyển Bỉ khi anh sinh năm 1989 và gắn bó với đội tuyển Bỉ từ năm 2008. Rồi, còn đây là chỉ số của Witsel. Bây giờ thì mình tìm ra được một cầu thủ tương đối chất lượng của đội tuyển Bỉ và chỉ số là 75, đó chính là Yuri Tielemans, cựu cầu thủ Leicester City đang thi đấu cho Aston Villa và vẫn đang có chỗ đứng trong đội hình của Aston Villa cũng như đội tuyển Bỉ. Một cầu thủ có khả năng sút xa cực kỳ uy lực và trái phá. Anh em xem những bàn thắng của Yuri Tielemans ở Leicester thì có thể thấy khả năng sút xa của anh là cực kỳ tốt. Và bây giờ thì mình đã tìm ra được một cầu thủ vàng tiếp theo của đội tuyển Bỉ, đó chính là Thibaut Courtois anh em nhé, thủ môn huyền thoại của đội tuyển Bỉ với chỉ số là 85. Nhưng đây lại là sự vắng mặt đáng tiếc nhất của đội tuyển Bỉ ở Euro năm nay. Lý do đa phần là vì chấn thương từ đầu mùa ở Real Madrid và anh chỉ trở lại từ tháng 4 năm nay, nên là huấn luyện viên Tedesco đã quyết định không sử dụng Thibaut Courtois ở Euro lần này. Và điều đó khiến cho anh trở thành một trong những sự vắng mặt đáng tiếc nhất ở Euro năm nay. Và trên kênh Đắc TV thì mình có làm một cái short về đội hình những ngôi sao không thể tham dự Euro, thì trong số những cái tên đó có Thibaut Courtois. Nhưng mặc dù Thibaut Courtois không thể tham dự Euro năm nay, nhưng mà mình sẽ xếp Thibaut Courtois vào đội hình chính anh em nhé. Vì anh là một cầu thủ vàng và chỉ số rất ngon, chỉ số lên tới 85. Và mình đã tìm ra được thêm một cầu thủ DM nữa, chỉ số là 71, đó chính là Romeo Lavia, cầu thủ thú biên chế của Chelsea. Mùa giải đầu tiên với Chelsea thực sự là khó khăn với Lavia khi anh phải vật lộn với chấn thương, do đó không thể ra sân trong phần lớn mùa giải vừa rồi, và đó cũng là lý do khiến cho anh không được triệu tập lên đội tuyển Bỉ tham dự Euro. Nhưng mà mình vẫn mua vào đây anh em nhé, mình mua vào đây để sưu tầm. Và bây giờ thì mình tìm ra được thêm một thủ môn nữa anh em ạ, đó chính là thủ môn chỉ số 79, Quen Castile, thủ môn số 1 của đội tuyển Bỉ ở kỳ Euro lần này, và anh thay thế cho Thibaut Courtois cả về số áo lẫn vị trí trong khung thành. Ở kỳ Euro lần này thì huấn luyện viên Tedesco đã sử dụng Castile xuyên suốt cả 4 trận mà đội tuyển Bỉ thi đấu ở Euro lần này. Nhưng mà Castile thì mình sẽ cho ngồi dự bị anh em nhé, bởi vì mình đã có Thibaut Courtois rồi. Và bây giờ thì mình tìm ra được thêm một cầu thủ tiền vệ nữa anh em ạ, chỉ số là 72, đó là Orian Mangala, cựu cầu thủ của Nottingham Forest đang thi đấu cho Lyon ở Ligue 1, và anh cũng là cái tên góp mặt trong đội hình tham dự Euro của đội tuyển Bỉ. Và anh mặc áo số 18. Và Mangala cũng chính là một trong những gương mặt mới của đội tuyển Bỉ, khi đây chính là giải đấu lớn đầu tiên mà Mangala có cơ hội được tham dự với tư cách là cầu thủ của đội tuyển Bỉ. Và bây giờ thì mình đã tìm ra được cầu thủ vàng thứ ba trong đội hình này, đó chính là Lois Openda. Openda chính là cầu thủ mới được tăng chỉ số của đội tuyển Bỉ, khi anh được tăng một chỉ số từ 79 lên 80, và bây giờ đã trở thành cầu thủ vàng. Gia nhập Leipzig vào mùa hè năm 2023 chính là bước chuyển mình mạnh mẽ của Openda. Khi ở mùa giải đầu tiên với Leipzig thì anh ra sân 34 trận ở Bundesliga và có tới 24 bàn thắng, và anh trở thành chân sút xuất sắc thứ ba ở Bundesliga mùa giải vừa rồi, khi chỉ đứng sau Harry Kane của Bayern Munich và Sehu Guirassy của Stuttgart. Và đây chính là chỉ số của Openda với tốc độ và tăng tốc cực ngon. Và bây giờ cuối cùng thì sau rất nhiều thời gian tìm kiếm và rất nhiều thời gian chờ đợi, thì bây giờ mình đã tìm ra được cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển Bỉ, đó chính là Kevin De Bruyne. Một cái tên nghe thôi đã thấy hot rồi, khi anh là tiền vệ công có chỉ số cao nhất game, chỉ số 86, đội trưởng của đội tuyển Bỉ và là cầu thủ chủ chốt của Manchester City. Một cầu thủ toàn diện từ chuyền bóng lẫn dứt điểm. Và De Bruyne đẳng cấp như nào thì có lẽ mình sẽ không phải nói nhiều nữa anh em nhé, vì hầu như tất cả các anh em đều biết đẳng cấp của Kevin De Bruyne là không phải bàn cãi rồi. Một cầu thủ với bộ chỉ số cực khủng, một con hàng tiền vệ mà đội hình nào cũng nên sở hữu. Và bây giờ thì mình sẽ xếp Kevin De Bruyne vào đội hình nhé, thay thế cho Openda. Và mình sẽ cho anh em xem chỉ số của Kevin De Bruyne, một bộ chỉ số quá ngon và quá đẹp.
Rồi, và như vậy là mình đã xây dựng xong đội hình của đội tuyển Bỉ anh em nhé. Một đội hình mà mình đã tìm ra được tới 27 cầu thủ, nhưng mà có một số cầu thủ mình mua thì lại không tham dự Euro anh em ạ. Nhưng mà 27 cầu thủ này thì mình đã build mất gần 1 tháng anh em ạ. Nhưng mà số cầu thủ tham dự Euro mà mình tìm ra được ở trong đội hình này thì vẫn chưa đủ. Một số cầu thủ như là Arthur Vermeeren hay là thủ môn Marcel thì mình chưa tìm ra được, hay là cả cái tên Maxim de Kuyper nữa. Nhưng mà con hàng này thì vẫn chưa xuất hiện trong game. Thì anh em có thể thấy đây là 27 cầu thủ mà mình đã build được. Và trong số 27 cầu thủ đó thì có 5 cầu thủ trắng, 4 cầu thủ vàng và 16 cầu thủ xanh. Đội hình gần như là full xanh anh em ạ. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng anh em review chút về đội hình của đội tuyển Bỉ anh em nhé. Đá cao nhất trên hàng công thì mình để Romelu Lukaku. Lukaku đã vừa có một kỳ Euro có thể nói là đen đủi nhất sự nghiệp của mình với 3 lần việt vị. Và ở hai cánh chúng ta có Jeremy Doku cùng với Leandro Trossard anh em nhé. Hai cầu thủ cánh chỉ số 78 rất chất lượng. Và tiền vệ công Kevin De Bruyne, một cái tên cũng cực hot. Hai tiền vệ trụ chúng ta đó chính là Amadou Onana cùng với Yuri Tielemans. Hai cánh ở hàng hậu vệ chúng ta có Arthur Thiết cùng với Timothy Castagne. Cặp trung vệ là Jan Vertonghen cùng với Valfes. Còn ở vị trí thủ môn thì mình sử dụng Thibaut Courtois anh em nhé. Một trong hai thủ môn có chỉ số ngon nhất game cùng với Alisson Becker. Và ngoài ra ở hàng dự bị chúng ta còn có Loïs Openda, cũng là một cầu thủ vàng chỉ số 80. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng anh em xem toàn bộ chỉ số của cả 27 cầu thủ này anh em nhé. 27 cầu thủ, 27 cái tên sau gần 1 tháng xây dựng. Thì anh em có thể xem đầy đủ tất cả các vị trí đó. Từ cầu thủ vàng, cầu thủ xanh và bây giờ là cầu thủ trắng anh em ạ. Đó, thì clip của mình sẽ xin dừng lại tại đây thôi. Nhưng mà trước khi kết thúc video thì nếu anh em nào muốn hỏi mua ạc đội tuyển Bỉ này của mình thì anh em có thể liên hệ mình qua số Zalo cũng như là Facebook của mình nhé. Link Facebook cũng như là số Zalo mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video này. Thì bây giờ clip của mình sẽ xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo cũng trên kênh DuckTV Football Game.